Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ lục mới của giá vàng 90,5 triệu đồng một lượng. Sau phiên đấu thầu ngày 9 tháng 5, rạng sáng, giá vàng miếng SJC tăng 2,5 triệu đồng một lượng ở 88,2 tới 90,5 triệu đồng một lượng. Các kỷ lục liên tục bị sô đổ. Mở phiên ngày 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 88,2 và 90,5 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều so với kết phiên hôm qua. So với giá mở phiên ngày 9 tháng 5, mỗi lượng vàng miếng tăng 2,5 triệu đồng ở cả chiều mua và bán. Cùng với đà tăng của vàng miếng, giá vàng nhẫn được niêm yết tại vùng giá 74,3 cho tới 76 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 950.000 đồng ở chiều mua và bán. Trước đó, kết phiên ngày 9 tháng 5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 87,2 và 89,5 triệu đồng một lượng mua và bán, tăng 1,5 triệu đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên. Chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán duy trì tại 2,3 triệu đồng. Giá vàng có động thái tăng mạnh trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần tổ chức đấu thầu vàng miếng, trong đó có 2 lần tổ chức thành công. Trước ngày đấu thầu đầu tiên 22 tháng 4, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại vùng 80,3 và 82,8 triệu đồng một lượng mua và bán. Việc tổ chức đấu thầu vàng nhằm nguồn cung giúp kìm giá vàng, tuy nhiên kết quả lại không đạt như kỳ vọng. Như vậy, sau 5 lần tổ chức đấu thầu, mỗi lượng vàng miếng hiện nay tăng 6-7 triệu đồng ở chiều bán và tăng 6,9 triệu đồng ở chiều mua so với trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giữ ổn định ở vùng giá 73,5-75,2 triệu đồng một lượng mua và bán, không thay đổi ở chiều mua và giảm 100.000 đồng ở chiều bán so với lúc mở phiên. Giá vàng quốc tế đang đạt 2.344 đô la Mỹ một ounce, tăng 25 đô la Mỹ so với giá mở phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, mỗi lượng vàng miếng trong nước cao hơn 17,2 triệu đồng so với quốc tế, còn vàng nhẫn cao hơn 3 triệu đồng tùy thời điểm. Trước đó ngày 22 tháng 4, giá thế giới chỉ thấp hơn vàng miếng SJC trong nước hơn 10 triệu đồng một lượng. Theo Kitco News, giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ có vẻ đang mất đà sau khi nhiều công nhân Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Số lượng đơn xin trợ cấp đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 11. Ông Jeff Clark, biên tập viên của TheGoldAdvisor.com cho biết, mặc dù việc mua vàng các ngân hàng trung ương đã hỗ trợ giá vàng, nhưng việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay có thể đẩy giá kim loại này lên cao hơn. Vàng đã đạt ra nhiều mức cao chưa từng có nhờ vào việc các ngân hàng trung ương mạnh mẽ mua vào. Clark cho rằng việc mua vàng các ngân hàng trung ương đã đạt đến đỉnh cao sau 15 năm tăng chi tiêu vào vàng. Clark cho biết việc cắt giảm lãi suất bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể là một động lực thực sự cho kim loại quý này. Mốc giá 2.500 USD một ounce là mốc mà giá dễ dàng có thể đạt được trong năm nay. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn, hiện đạt 105,2 điểm, giảm 0,26% so với phiên trước đó, nhưng tăng 3,75% từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.271 đồng, tăng 6 đồng so với phiên liền trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đô la Mỹ trong vùng 23.057 cho tới 25.484 đồng. Ngân hàng lớn mua bán đô la Mỹ tại 25.154 cho tới 25.484 đồng, tăng 6 đồng ở cả chiều mua và bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch đô la Mỹ tại 25.215 đồng và 25.484 đồng cũng ở mức trần cho phép. Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá đô la Mỹ tại 25.650 cho tới 25.730 đồng đô la Mỹ mua bán, giảm 50 đồng mỗi chiều. Thưa tiến sĩ, liên quan đến việc Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch này, thì tiến sĩ có nhận định như thế nào về đề xuất này ạ? Việc không dùng tiền mặt để trao đổi mua bán vàng có những ưu và nhược điểm như thế nào thưa ông? Tôi hiểu là nếu mà chúng ta kiểm soát cái việc giao dịch, tất cả những việc mua bán vàng, và không cho phép dùng tiền mặt thì nó có một số những điểm lợi. Trước nhất là chúng ta biết rằng rất nhiều những cá nhân hoặc là những cái đoàn thể mà muốn chuyển tiền và muốn sử dụng tiền rửa tiền thì thường thường họ dùng rất nhiều những cái giao dịch, trong đó có giao dịch bất động sản và trong giao dịch vàng. Có nghĩa rằng họ dùng tiền mặt để mua vàng, rồi sau đó bán vàng và yêu cầu người mua vàng gửi tiền chuyển vào tài khoản của họ. Tức là họ rửa từ những cái tiền từ phạm pháp, từ mại dâm, từ buôn lậu, từ trốn thuế. Qua những cái giao dịch như thế thì họ có tiền vào tài khoản của họ. Và cái tiền đó là tiền sạch. Chính vì thế mà khi mà chúng ta
ngăn chặn cái việc mà mua bán vàng bằng tiền mặt thì có thể chúng ta ngăn chặn phần nào việc rửa tiền. Đó là cái lợi thế thứ nhất. Cái lợi thế thứ hai là việc mà giao dịch bằng chuyển khoản thay vì tiền mặt nó cũng giới hạn cái việc mà buôn lậu vàng và đầu cơ vàng. Và thứ ba nữa là chúng ta biết rằng cái thị trường vàng là một cái thị trường nó có hai cái thị trường chính thức và thị trường trôi nổi. Cái thị trường chính thức là những cái thị trường mà chúng ta đến giao dịch vàng tại những tiệm kinh doanh vàng cũng như là mua bán một cách nó chính thức. Còn có những cái giao dịch nó mang tính cách trong một cái thế giới ngầm, tức là tất cả những cái vận chuyển vàng cũng như là mua bán ở trong bóng đêm, trong cái bóng tối của phạm pháp. Và chính vì thế, ở trong cái bóng tối đó là tất cả mọi giao dịch đều được sử dụng bằng tiền mặt, tại vì cái tiền mặt nó không để lại dấu vết. Và chính vì thế tội phạm cũng như là những người mà buôn lậu và đầu cơ là sử dụng tiền mặt để mà có thể giao dịch vàng. Thì nếu mà chúng ta chuyển cái việc giao dịch bằng tiền mặt sang giao dịch qua chuyển khoản thì chúng ta có thể hạn chế được những cái bất lợi cũng như là những cái điều tiêu cực ở trong thị trường vàng. Trong khi trên thế giới các nước cũng chỉ khuyến khích bớt sử dụng tiền mặt, chứ chưa có quốc gia nào là quy định 100% mặt hàng nào đó không được mua bán bằng tiền mặt. Vậy ở Việt Nam thì đề xuất cấm dùng tiền mặt để mua bán vàng liệu có khả thi hay không? Và nhất là với những người dân nông thôn ở vùng sâu vùng xa, thưa tiến sĩ. Đúng là như vậy, tôi cũng chưa thấy một quốc gia nào mà họ bắt buộc là những giao dịch vàng phải là những cái giao dịch qua chuyển khoản. Và tại Việt Nam thì tôi thấy rằng đây là một cái điều bất khả thi. Nếu mà chúng ta yêu cầu tất cả mọi người giao dịch vàng phải chuyển khoản hoặc sử dụng những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Về mặt có lợi thì đấy, chúng ta thấy rằng nó hạn chế tất cả những cái hoạt động phạm pháp. Tuy nhiên về cái mặt bất lợi thì nó cũng có những cái điểm bất lợi như sau. Chẳng hạn như chúng ta về những vùng quê thì chúng ta thấy rằng người dân của chúng ta mua vài chỉ vàng rồi có những cái giao dịch rất nhỏ, và những cái giao dịch đó không qua những hệ thống chính thức mà qua việc trao tay, chúng ta có thể tạm gọi là ở trên cái thị trường thứ cấp. Và những cái giao dịch như thế, nếu mà chúng ta cấm họ không được sử dụng tiền mặt và bắt họ chuyển khoản thì chúng ta sẽ triệt tiêu những cái giao dịch như thế, và từ đó nó làm cho cái thị trường vàng bị trở nên hạn chế và phần nào mất tính thanh khoản. Và cái điểm thứ ba nữa là nếu mà chúng ta bắt buộc tất cả những cái giao dịch đó phải sử dụng bằng chuyển khoản thì tôi nghĩ rằng rất nhiều giao dịch đó sẽ chạy vào trong bóng tối, sẽ chạy vào chợ đen, và những cái giao dịch như thế nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến thị trường vàng, tại vì nó không có tính minh bạch và có thể nó có những cái tác động rất là tiêu cực cho nền kinh tế cũng như là cho thị trường vàng. Thành ra giữa những cái điều có lợi và bất lợi, chúng ta cần phải cân nhắc một cách nó thận trọng. Riêng đối với tôi thì tôi ủng hộ cái việc mà chuyển những cái giao dịch từ tiền mặt sang chuyển khoản. Nhưng mà cần có một cái sự giới hạn, có nghĩa là không phải bất cứ giao dịch nào cũng bắt buộc phải chuyển khoản và không dùng tiền mặt, mà có một cái giới hạn. Vâng thưa ông, vậy nếu đề xuất này vẫn được áp dụng thì với góc nhìn của một chuyên gia, phương án này cần được thực thi như thế nào để đạt được hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của người dân thưa ông? Trước nhất là chúng ta cần phải có một cái sự nghiên cứu cho nó kỹ càng, cần phải có những cái có thể gọi là những cái thí điểm, và có thể chúng ta sử dụng những cái chương trình chẳng hạn như chúng ta gọi là sandbox, là những cái chương trình thí điểm có kiểm soát để chúng ta xem là cái việc nó có thực hiện được hay không. Cái vấn đề mà đang nghiên cứu để xem là có nên sử dụng những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho các giao dịch vàng hay không là một cái điều cần thiết. Nhưng mà đến cuối cùng thì vấn đề căn bản là làm sao ổn định được thị trường vàng. Đó mới là cái vấn đề chính. Còn cái vấn đề giao dịch vàng
bằng tiền mặt hay không tiền mặt, nhiều khi nó chỉ giúp ích một phần nào thôi mà không giải quyết được vấn đề. Vâng, xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của tiến sĩ. Giá vàng trong nước những ngày này vẫn tiếp tục có chiều hướng tăng lên. Tính đến trưa nay mùng 8 tháng 5 thì giá vàng 4 số 9 của SJC đảo chiều tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, lên lại đỉnh điểm cao lịch sử là 87,5 triệu đồng trên một lượng bán ra. Đây được xem là mức cao nhất trong lịch sử, bất chấp có động thái đấu thầu vàng của cơ quan quản lý. Hai tuần trở lại đây, giá vàng miếng SJC vẫn giữ xu hướng tăng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới và nhẫn tròn trơn trong nước. Mục tiêu đấu thầu vàng miếng để giảm chênh lệch giá trong nước với thế giới đang gặp thách thức khi các phiên gọi thầu của ngân hàng nhà nước liên tục thất bại do doanh nghiệp không mặn mà tham gia. Trong phiên gọi thầu lần thứ 5 do ngân hàng nhà nước tổ chức sáng nay mùng 8 tháng 5, có 3 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng với giá là 86,05 triệu đồng. Được biết, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC là một trong 3 đơn vị trúng thầu với 2.000 lượng. Hai doanh nghiệp còn lại mỗi đơn vị trúng 700 lượng bằng khối lượng tối thiểu được bỏ phiếu thầu.